Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh Jack và đây là anh em TV. Cả hai chiếc tai nghe này đều được mô tả là tai nghe gaming. Nhưng mà với chiếc tai nghe bên phải mình chỉ mua nó với giá có 15.000 đồng trên Shopee mà thôi. Còn với chiếc tai nghe True Wireless còn lại ấy, thì mình cũng mua với giá chưa đến 300.000. Và để xem thực tế là ấy, cả hai chiếc tai nghe này hoạt động thế nào với mô tả là tai nghe gaming thì mời anh em cùng theo dõi video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Anh em ơi, sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ trên tay ấy, là chiếc tai nghe 15.000 đến từ Shopee này. Bao bì, hộp hay các thứ thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ được đóng gói trong một cái túi đựng phụ kiện như thế này thôi. Accessories. Ok, mình sẽ mở ra luôn nhá. Đó. Đây. Ngoài phần tai nghe ra thì chúng ta cũng được ship kèm với cả một cặp tiếp tai để có thể thay thế với kích thước lớn hơn. Ở đây thì mình do mua 2 tai nên là mình được tặng 2 cặp tiếp nhá. Thực tế là một thôi. Đầu tiên, để nói về phần chất liệu làm ra chiếc tai nghe này ấy, thì ở mọi vị trí chúng ta sẽ đều tìm thấy đây là chất liệu nhựa. Từ phần rách tai này, từ phần dây này. Dây này thì họ có làm cái vân kiểu vân dù ấy, nó hơi nhám nhám, nó hơi gấp nếp các thứ. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn là nhựa mềm mà thôi. Và kể cả là phần housing thì chúng ta cũng sẽ chỉ được dùng chất liệu là nhựa. Bản thân cái chất liệu này ấy, thì trông nó khá là rẻ tiền. Tại vì thực tế nó rẻ thật mà. Có 15.000 một cái tai nghe thì sao mà không rẻ được. Ở phần housing ấy, thì chúng ta sẽ được thiết kế nó hơi cách điệu, nhấn nhá hơn một chút. Đấy là có hai phần tròn tròn ấy. Ban đầu mình nhìn thì mình tưởng đây là kiểu thiết kế kiểu dual driver ấy. Mình bảo là uầy, hai driver một tai mà có giá 15.000 thì không biết nó như thế nào. Nhưng mà thực tế thì không. Đây chỉ là kiểu dummy trong kiểu sao nhỉ, trang trí bên ngoài trông cho nó giống thôi. Chứ còn thực tế thì nó chả liên quan gì đến hai driver cả. Chất liệu hoàn thiện thì là như thế. Thế còn cảm giác đeo thì nó ra sao? Khó chịu đấy. Như các bạn thấy ở đây ấy, thì phần housing ấy, nó không được làm tròn như truyền thống mà nó làm theo kiểu thiết kế dài dài như kiểu viên nhộng thuốc ấy. Nên là khi đặt vào trong cái khoang tai của chúng ta ấy, thì nó sẽ khá là cấn. Tại vì đơn giản thì nó đang không được ergonomic lắm, nó không được phù hợp với thiết kế của tai con người lắm. Nên là mình nghĩ là mặc dù là kích thước nó không quá lớn nhưng mà đeo lâu thì chúng ta cũng sẽ bị cái tình trạng là đau mỏi một chút. Do là thực tế cái tai này nó đang nằm trong tai mình khá là kích. Đây thì chỉ mới là cặp tiếp tai nhỏ mà thôi ấy. Nếu như mà mình thay cặp tiếp tai có kích thước lớn vào ấy, thì có khi nó còn khó chịu hơn nữa cơ. Mặc dù ấy, là thiết kế của nó khá dài và không phù hợp với tai của mình lắm, nó hơi cấn tai và hơi đau tai, nhưng mà khi mà chúng ta đeo vào thì có lắc lít các thứ thì nó rất là chắc chắn, không lo rơi ra khỏi tai. Đó, đây thì dù sao cũng coi là một điểm cộng. Sơ qua một chút về phần cảm giác đeo cũng như là hoàn thiện. Vậy còn thực tế chiếc tai nghe hoạt động ra sao với mô tả là một tai nghe gaming? Với tai nghe gaming ấy, thì chúng ta sẽ yêu cầu những cái đặc điểm như là độ trễ thấp này. Tại vì nếu như mà địch bắn chúng ta mà delay mất tầm độ đâu đấy nửa giây thì rõ ràng là cái thông tin đạn bắn lúc đấy nó không còn quan trọng nữa. Sau delay ấy, thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm là chiếc tai nghe này nó tái tạo không gian thế nào. Tại vì khi mà các bạn chơi những tựa game FPS ấy, thì địch của chúng ta, địch đối thủ chúng ta nó sẽ xuất hiện xung quanh 360 độ. Có thể là trước mặt, có thể bên trái, có thể sau lưng. Nên là nếu như chúng ta có một chiếc tai nghe gaming đủ tốt ấy, thì chúng ta có thể phát hiện được phương hướng và từ đó tiêu diệt cái địch dễ dàng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thử tựa game Call of Duty Mobile để xem là thực tế chiếc tai nghe này hoạt động ra sao nhé. Tai nghe này thì sử dụng kiểu cổng kết nối là 3.5 nên là nó không còn phổ biến quá ở thời điểm hiện tại nữa rồi. Chắc là các bạn sẽ phải mua thêm một cái cổng chuyển từ Type-C sang 3.5. Như mẫu máy mình đang có ở đây thì nó có sẵn 3.5 rồi nên là khá là tiện. Ok, bây giờ mình sẽ vào chơi luôn nhé. Mặc dù là chỉ vừa mới đeo và nghe cái âm thanh ở background thôi ấy, thì mình có thể đánh giá rất nhanh, rất dễ dàng có thể đánh giá luôn. Đây là một con tai nghe khá đục, tại vì là mặc dù là chỉ ở phần background, âm nhạc nền thôi mà nó đã flat, nó đã phẳng băng nghe rồi. Không có nhấn nhá, không có một cái gì khác biệt giữa các âm thanh nhau cả. Ok, mình sẽ chơi thử luôn nhá. Sau một trận Call of Duty Mobile ấy, thì nói thế nào nhỉ? Không hiểu tại sao nhà bán hàng họ lại gọi đây là tai nghe gaming. Tại vì thực tế thì nó chẳng có một chút những cái tính năng nào để hỗ trợ cho gaming cả. Mình đeo và nghe trong combat ấy, thì mình chẳng thể nào xác định được phương hướng bên trái bên phải. Và hai tai thì nghe như nhau luôn. Chỉ có khác được một chút là nếu như mà có tiếng địch rất gần ở phía bên trái hoặc bên phải ấy, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được thôi. Còn thực tế trong hầu hết mọi trường hợp thì hai tai nó nghe như nhau. Và cái khả năng cảm nhận hướng thì gần như là không có luôn trên chiếc tai nghe này. Tiếp theo nữa, với yêu cầu là một tai nghe gaming ấy, thì chúng ta sẽ phải cần thêm một yếu tố, đấy là mic. Tại vì trong game ấy, thì chúng ta sẽ cần phải trao đổi thông tin, sẽ cần phải giao tiếp với đồng đội để report vị trí, tình hình địch, tình hình quân ta như thế nào. Nên là bây giờ mình sẽ thử ghi âm bằng cái micro trên chiếc tai nghe này và cho bạn nghe thử nhá. Alo, 1, 2, 3, 4. Đây là tiếng được thu âm từ mic của điện thoại.
địch bên phải, địch bên trái. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ cắm mic này vào và thu âm thử bằng mic này nhá. Alo alo, 1 2 3 4. Địch ở bên phải, địch ở bên trái. Đây là file thu âm được thu lại bằng mic của tai nghe 15.000. Rất nhanh thôi, các bạn cũng có thể thấy là mức âm lượng của cái mic điện thoại gốc và mic của tai nghe 15.000 đấy, nó khác nhau khá là nhiều. Trong khi mic của điện thoại ấy, thì nó to và rõ, thì mic của cái tai nghe này ấy, thì nó có âm lượng nhỏ hơn đáng kể và nghe hiểu mình nghẹt mũi ấy. Sơ qua về những cái điểm mà được cho là cần có ở trên tai nghe gaming, như là xác định vị trí, cảm giác đeo thoải mái và chất lượng mic tốt, thì cả ba cái đấy đều không có mặt trên chiếc tai nghe 15.000 rồi. Ok, thì nhiều bạn có thể bảo là đây thì không phải là tai nghe gaming, mà đây chỉ đơn giản là một cái tai nghe nghe nhạc bình thường và được gắn mác gaming mà thôi. Thì thực tế ấy, là nó nghe nhạc đến mức nào, có tệ đến thế không, thì mình cũng trả lời luôn cho các bạn. Nó nghe âm thanh trong game nó đã tệ thế rồi, nghe nhạc thì làm sao mà chúng ta có thể yêu cầu gì hơn được nữa. Đại khái là vậy. Với sản phẩm đầu tiên 15.000, mua thì nghe cũng được ấy, nhưng mà hơi phí tiền, tại vì thực tế thì nó cũng chả có điểm cộng nào cả. Như các bạn nghe rap của ICD ấy, chúng ta có câu nói rồi, đấy là 50.000 một quả trứng thối nó cũng đắt đấy. Các bạn tự suy nghĩ nhé. Tiếp theo là đến với sản phẩm thứ hai, là chiếc tai nghe gaming True Wireless này. Sau khi mà mình nhận hàng cái chiếc tai nghe 15.000 này xong, mình thấy nó quá thất vọng, nên là mình đã lướt TikTok và vô tình gặp được một video bán hàng của chiếc tai nghe này. Và vô tình cái sản phẩm này, cái bên bán ấy lại chính là bên gom hàng, và mình đã liên hệ ngay để mượn được một chiếc tai nghe ở đây. Rất cảm ơn anh em bên gom hàng đã hỗ trợ sản phẩm. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới các sản phẩm tai nghe gaming để chơi game, thì anh em có thể check thử đường link dẫn đến hệ thống gom hàng.vn. Ở đó thì họ ngoài cái mẫu tai nghe này ra, họ còn có rất nhiều những mẫu tai nghe gaming khác phù hợp với nhu cầu tầm tiền của anh em. Ok, đại khái là vậy. Về chiếc tai nghe gaming G11 này thì ở mặt trước chúng ta sẽ được in hình trực quan của sản phẩm. Bên trái thì sẽ có những cái thông số như là game mode này, call mode, music mode, nghĩa là chúng ta sẽ có 3 chế độ để phù hợp với những cái hoạt động khác nhau. Sử dụng Bluetooth kết nối là 5.2, pin có thể sử dụng là 5 tiếng đồng hồ liên tục, có thể sử dụng được với cả iOS và cả Android. Phía mặt sau thì chúng ta sẽ có những thông tin khá là cơ bản như là tên hãng, thời gian, tương tự như thế. Và màu mình có là màu đen. Ok, mình sẽ mở hộp luôn nhá. Đó. Bên trong hộp thì chúng ta cũng sẽ có đầu tiên là phần housing tai, bản thân tai nghe, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một cái bộ cáp và tip tai đi kèm. Đại khái là vậy. Để sang một bên đã. Sơ qua về thiết kế thì trông nó khá là phi thuyền, trông như kiểu là Lamborghini hay là phi thuyền ngoài hành tinh, Alienware các thứ ấy. Về thiết kế là vậy thôi. Còn về chất liệu thì mình cũng không đánh giá quá cao cái chất liệu nhựa trên chiếc tai nghe này. Trông nó khá là, nói thế nào nhỉ, phòng phành, trông khá là mỏng và không chắc chắn. Phía mặt trước này thì chúng ta khi mà mở ra ấy, lấy tai nghe ra ngoài xong thì chúng ta cũng sẽ có hai phần giải led màu xanh blue ở đây. Trông nó khá là gaming và thể thao. Tổng thể thiết kế chắc chắn rồi, nhìn thế này phát biết là gaming luôn. Mở phần case tai nghe ra thì chúng ta sẽ có hai phần housing ở bên trong. Về chất lượng hoàn thiện và về chất lượng nhựa ấy, thì mình sẽ không đánh giá quá cao chiếc tai nghe này đâu. Đấy là về cảm quan, về chất liệu và về chất lượng hoàn thiện. Thế thì cảm giác đeo ra sao? Con tai nghe này ấy, thì nó khá hơn rất là nhiều so với cả con tai nghe 15.000 mà mình đã nói trước đó. Cái phần bầu tai này nó đã thiết kế tròn và ôm theo cái khuôn tai của mình rồi, nên là việc đeo cái con tai nghe này ấy, thì nó rất là chắc chắn và thoải mái, không hề thấy ra cảm giác khó chịu gì cả. Trọng lượng của chiếc tai nghe này cũng rất là nhẹ, mình đeo lên thì cảm giác rất là nhẹ tai và không có cảm giác bí hay là khó chịu gì cả. Nên là mình nghĩ nếu như đeo chiếc tai nghe này trong thời gian dài ấy, thì nó sẽ không gây ra cảm giác khó chịu cho bạn đâu. Về những cảm nhận ban đầu ấy, thì con tai nghe này cho mình khá nhiều thiện cảm. Nhưng mà nhắc đến tai nghe True Wireless ấy, thì chúng ta sẽ cần phải nhắc đến một yếu tố nữa, đấy là delay. Không như tai nghe dây ấy, thì delay của chúng ta chắc chắn là sẽ rất là thấp, kể cả ở những mẫu tai nghe giá rẻ hay thế nào đi nữa. Nhưng mà với tai nghe True Wireless để mà chơi game ấy, thì cái rào cản của nó nằm ở tốc độ kết nối. Chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái mức độ delay ấy, nó cao hơn khá là nhiều so với cả tai nghe dây truyền thống. Thế nên ấy, có một yếu tố chúng ta cần phải quan tâm tiên quyết khi mua một cái tai nghe True Wireless về để chơi game ấy, đấy là độ delay của chiếc tai nghe này. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm luôn, chơi thử tựa game Call of Duty Mobile bằng chiếc tai nghe này, xem thực tế nó hoạt động ra sao nhá. Có một điểm khá thú vị trên chiếc tai nghe này mà ngay ở ngoài vỏ hộp ấy, nhà sản xuất cũng nhắc đến, là họ có đến 3 chế độ là game mode, music mode và voice mode. Nên là khi mà chúng ta muốn chuyển đổi sang chơi game ấy, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện thao tác, đấy là gõ 4 lần vào thân tai. Thì khi này thì trong tai chúng ta sẽ voice command, đấy là game mode. Ok, mình sẽ thử luôn là xem là độ trễ của nó đến đâu nhá. Sau một trận Call of Duty Mobile ấy, thì mình cũng đã có những cái nhận xét khá là rõ ràng về chiếc tai nghe này. Cảm giác không gian chắc chắn tốt hơn, và cũng như là âm lượng, cái độ chi tiết âm thanh ấy, nó tốt hơn rất nhiều với mẫu tai nghe kia. Dễ hiểu thôi, tại vì là một cái là 15.000 và một cái là 300.000 thì chắc chắn phải khác rồi.
cái yếu tố tiên quyết mà mình đang đến ấy, đấy là độ trễ thì nó có hay không? Chắc chắn là có. Mình phải khẳng định luôn ấy là trên chiếc tai nghe này chúng ta vẫn sẽ còn độ trễ khi mà chơi game. Đây thì là một cái điểm mà chúng ta không thể tránh được trên tai nghe True Wireless rồi. Cái điểm khác nhau giữa những cái mẫu tai nghe True Wireless Gaming với cả tai nghe True Wireless thường ấy, nó chỉ là delay ít hơn mà thôi chứ không phải là hoàn toàn không delay. Khi mà mình bắn một viên đạn vào tường ấy, thì cái âm thanh ấy, nó sẽ vẫn đến sau so với là hình ảnh cái viên đạn đấy được găm trên tường. Khẳng định là chúng ta vẫn sẽ có hình trạng là delay trên chiếc tai nghe này. Nhưng khi mà tắt cái chế độ game mode đi ấy, thì delay của nó thậm chí còn cao hơn. Và khi mà chúng ta so sánh với một mẫu tai nghe True Wireless cùng tầm giá ấy, như là mẫu tai nghe mình đang sử dụng hàng ngày ấy, mặc dù là chất âm của nó tốt hơn thật đấy, nhưng mà cái độ delay của nó còn cao hơn nữa cơ. Nên là mình có thể khẳng định được nhanh một cái điều ấy, đấy là cái mẫu tai nghe mình đang có ở đây ấy, nó được thiết kế để tối ưu cho việc gaming là điều có thật. Cái thời gian delay nó đã được giảm tương đối so với một mẫu tai nghe True Wireless thông thường rồi. Nói thế nào nhỉ? Ổn. Với mức giá là 300.000 mà chúng ta có được một chiếc tai nghe True Wireless để chơi game với mức độ delay nó được giảm hơn tương đối so với một mẫu tai nghe True Wireless thông thường. Và đặc biệt là khi các bạn so với những mẫu tai nghe nó có Active Noise Control ANC ấy, thì cái mức độ delay của nó phải tốt hơn rất là đáng kể. Nên là để nói chiếc tai nghe này để chơi game được không thì mình nghĩ là có. À, ngoài ra thì anh em nào đang có nhu cầu lên đời Galaxy Z Fold 3 thì anh em có thể check thử đường link dẫn thẳng đến hệ thống Cellphone S ở phía bên dưới. Mức giá hiện tại đang được trợ giá lên tới 7 triệu đồng, cực kỳ ngon. Anh em nào quan tâm bấm ngay nhá. Tiếp theo thì mình đã nói như phần trước, chúng ta không chỉ cần tai nghe mà chúng ta sẽ cần cả mic nữa. Nên là bây giờ mình sẽ thu thử âm thanh bằng chiếc điện thoại và cũng như là thu bằng mic của chiếc tai nghe này nhá. Không hiểu tại sao mà mình không thể nào thu âm được bằng cái mic trên tai nghe này. Mặc dù là mình đã đổi máy và đổi cái trình để thu âm ấy, nên là mình sẽ gọi điện sang cho thằng Mạnh và sau đấy ghi âm lại cuộc gọi để xem chất lượng thực sự của cái mic này nó như thế nào nhé. Alo, alo, 1, 2, 4. Đây là file ghi âm được thu lại bởi mic của tai nghe gaming 300.000, định ở bên phải, định ở bên trái. Ok đấy, thì qua cái phần ghi âm vừa rồi mà mình cho các bạn nghe thử ấy, thì chất lượng mic của chiếc tai nghe 300.000 này ấy, nó cũng không quá cao đâu. Nó chỉ mang tính chất là thông báo thông tin và report vị trí thôi. Còn nếu như chúng ta cần một cái chất lượng ghi âm tốt ấy, thì đây sẽ không phải là thiết bị mà các bạn lựa chọn. Ngoài ra, trong video quảng cáo thì mình cũng thấy là chiếc tai nghe này có khả năng chống nước IPX5. Nghĩa là mà khi mà chúng ta ném hai chiếc tai nghe này vào nước ấy, thì nó vẫn hoạt động bình thường. Thử nghiệm luôn nhá. Đây thì mình đã có một cốc nước rồi. Và giả dụ là các bạn đi đường ấy, lỡ làm rơi tai nghe một vũng nước chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ rút nó ra để xem là nó hoạt động bình thường không nhá. Ui, lạnh thế. Lạnh hết tai. Đây, tai nghe vẫn đang trong trình kết nối, chưa chết hẳn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật nhạc nghe thử xem sao. Đó, hoàn toàn nghe bình thường luôn các bạn ạ. Sau khi mà mình vừa nhặt ra khỏi cái cốc nước đấy xong, kết nối bình thường, nghe hoàn toàn bình thường. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tai ra và đặt lại trong kén sạc nhé. Ướt hết tai rồi. Đây, thì tai vẫn nhận sạc bình thường. Đó, cho vào nước xong nhặt ra không vấn đề gì cả. Nên là tính năng chống nước trên chiếc tai nghe này ấy, hoạt động ok nha anh em, uy tín. Đó, như trong video hôm nay thì mình vừa kiểm chứng cho các bạn hai chiếc tai nghe, một mua ở trên Shopee và một mua qua quảng cáo trên TikTok. Thực tế như thế nào thì hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Chúng ta cũng sẽ không thể yêu cầu quá cao được ở những cái mẫu tai nghe giá rẻ như thế này và hoạt động được nghe được cả hai tai thôi đã là một cộng rất lớn rồi. Ok, vậy thì anh em nghĩ sao với hai sản phẩm mà mình đã check trong video anh check ngày hôm nay? Đừng quên để lại một comment ở phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.